bạn có muốn màn hình chờ của laptop trông đẹp và chuyên nghiệp hơn như thế này? Để mình chỉ cho. Các bạn truy cập vào website bricklo.com, tải về. Ở đây thì nó sẽ có cả bản dành cho Mac và Windows luôn. Tùy theo các bạn đang sử dụng cái nào thì chúng ta lựa chọn bản cho phù hợp nha. Tiếp theo, các bạn sẽ giải nén cái file đã tải về và click chuột phải vào file Bricklo, nhấn chọn Show More Option, nhấn tiếp vào mục này. Tiếp theo, các bạn sẽ bấm vào biểu tượng Windows để nhấn tìm Green Server. Tại trong này thì nhấn vào để chọn Bricklo. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn kích cỡ và định dạng đồng hồ ở mục Setting, nhấn OK và chờ một phút để máy thiết lập. Vậy là xong. Tiên Lumica, thử liền nha anh em.